Vâng, và xin chào bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình. Thì mình biết á, là các bạn newbie lúc đầu mới xem á, cho người khác á, thì thường là sẽ xem free và xem miễn phí đúng không? Và tới lúc này thì trong đầu của các bạn nó sẽ dấy lên một câu hỏi, đó chính là khi nào bạn nên nhận phí khi xem bài. Và nói tới đây thì sẽ có một số bạn kiểu là thôi em xem vì đam mê anh ơi, em xem vì em thích tao đó thôi chứ không cần quan trọng về phí đâu. Ok, thì hoàn toàn có thể được thôi, nhưng mà mình hỏi bạn như thế này nhá, thì nếu mà bạn vẫn sẽ cần phí, bạn vẫn sẽ phải cần phí để mua khăn trải nè, mua đá thanh tẩy nè, mua tài liệu, mua bài đúng không? Thì những khoản phí đó đâu ra đây? Suy nghĩ nha, suy nghĩ nha. Cho nên là trong video ngày hôm nay mình sẽ nói khi nào bạn nên cần nhận phí khi xem bài. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Bắt đầu thôi. Và dưới đây là một vài cái yếu tố mà mình nghĩ là khi mà các bạn hoàn thành được nó, khi mà các bạn đã làm tốt được nó thì bạn hoàn toàn có thể nhận phí khi mà xem bài TOEFL này. Về yếu tố đầu tiên các bạn phải cần, đó chính là bạn phải thuộc được ý nghĩa của 78 lá bài, là điều chắc chắn rồi đúng không? Tại vì các bạn, thật sự với bạn á, học thuộc được ý nghĩa 78 lá bài nó chỉ là yếu tố đủ thôi. Thật ra nó chỉ mới đủ thôi, nó vừa thôi, nó chưa thật sự gọi là một cái gì đó nó quá là cao siêu. Tại thật sự với bạn là ý nghĩa 78 lá thì bây giờ nó ai cũng biết hết. Đúng như người ta đều biết, nhưng cái cách để liên kết nó được hay không lại là chuyện khác nữa. Cho nên là đầu tiên là bạn phải thuộc được ý nghĩa 78 lá và không bị dấp lá nào, không bị lộn lá nào. Tại mình thấy là một số bạn thường bị lộn. Ví dụ như là hai kiếm thì thường làm lẫn với ba kiếm, tại hai cái nó bị đều bị tổn thương. Còn bảy cúp thì lại bị lộn dính đến The Moon, nó kiểu như là vậy, hay bị lộn như vậy. Thì mình cố gắng nghĩa nào nó ra nghĩa đó, và cố gắng giúp mình là phải học được ý nghĩa 78 lá bài. Một lá bạn không cần phải học quá nhiều nghĩa, như trước đây mình cũng đã có nói rồi. Một lá bạn chỉ cần nhớ giúp mình một tới hai nghĩa là ok rồi, từ từ sau này sẽ mở rộng ra sao. Cái yếu tố tiếp theo mà ở trong 78 lá bài này nó còn chia thêm nhiều nhánh nữa, đó chính là bạn phải nhớ được hình ảnh lá bài. Nhớ được hình ảnh lá bài này thì mình nghĩ là nó không khó. Ví dụ như là nhắc tới hai cúp thì bạn phải biết là hai người đang đưa cúp cho nhau. Nhắc tới ba kiếm là nhìn thấy một trái tim bị ba kiếm đâm xuyên vào. Nhắc tới chín cúp là hình một cái người ngồi ở giữa và xung quanh là những cái cúp. Rồi nhắc tới 10 tiền là hình ảnh cái cổng và những đồng tiền. Ví dụ là như vậy, các bạn phải nhớ được cái hình ảnh của nó. Khi mà nhắc tới năm gậy, sáu kiếm, ba tiền, ví dụ là như vậy, trong đầu bạn nó phải hình dung được nguyên cái hình ảnh đó luôn. Tại sao cần như vậy? Tại vì bạn phải cần liên kết bài. Khi mà bạn nhìn cái hình ảnh đó, các bạn nhớ được hình ảnh đó thì giống như cái cách liên kết của bạn và bài nó mới tốt được. Chứ bây giờ mà cứ nhắc tới ba cúp là gì thì cứ lên mạng Google search ba cúp thì nó không thực sự là nhìn nó hay lắm. Cho nên là đầu tiên là bạn phải thuộc được ý nghĩa 78 lá bài. Tiếp đến là phải nhớ được hình ảnh lá bài. Đó là hai yếu tố đầu tiên mà các bạn phải có nha. Mình nhắc là phải có. Và tiếp theo nữa bạn, đó chính là bạn phải có khả năng liên kết bài, gọi là tạo câu chuyện cho tốt. Ví dụ như bốc ra ba lá, bạn phải biết được là ba lá này nói về vấn đề gì. Ở đây ví dụ như mình lấy ba lá đi ha. Ok, hoàn toàn random thôi, ba lá rồi. Oh, ok. Đầu tiên mình có Nice World nè, The Star và Strength. Thì điều này nó thể hiện cho gì bạn? Ví dụ như một người hỏi mình là công việc sắp tới của họ như thế nào, có phát triển hay không đi. Thì Nice World thì thể hiện cho có sự là người này là người nóng tính, người hấp tấp, nóng nảy. Đấy, đầu tiên là vậy. Thì có thể nói là nhìn chung á, anh thì em thấy anh là người rất là nóng nảy, rất là nóng tính. Cho nên là em thấy là trong cuộc sống anh dễ gặp nhiều thất bại, dễ gặp nhiều thứ. Nhưng mà thứ nhất á, anh là người nóng tính mà, nên là anh không bao giờ đứng yên tại chỗ. Lúc nào anh cũng muốn làm, thà làm mà thất bại cũng được. Thì sau những cái thất bại đó, em thấy anh đã rút ra được cái cách để phát triển bản thân nhiều hơn. Và em thấy là anh sẽ đi tìm được cái cách để anh phát triển bản thân. Cho nên là công việc sắp tới của anh thì em thấy là anh có thể thất bại nhiều, nhưng mà nhìn chung thì em thấy là anh vẫn sẽ tiến về tương lai. Đấy, ví dụ là như vậy. Bạn có thể phải tạo được một cái câu chuyện tốt, nghe nó thuyết phục, và tạo được một cái câu chuyện mà Joe Cohen của chúng ta họ cảm thấy là nó có sự liền mạch, nó không có bị đứt đoạn. Ví dụ như đứt đoạn là sao bạn? Ví dụ như là Nice World là người nóng tính, rồi bạn bắt đầu bạn đi qua đây là The Star là hy vọng, Strength là sự cố gắng. Thì bạn hỏi như vậy, bạn đọc keyword cho họ có hiểu không? Hoặc là bạn ghép lại nhưng mà nó ghép không chuẩn các bạn. Ví dụ như là em thấy là The Star, anh là người có nhiều cái sự hy vọng trong cuộc sống, và Strength nó thì cho sự là anh là người cố gắng trong cuộc sống.
Cô Hình nghe có hiểu gì không bạn? Chính bản thân bạn còn không hiểu nữa thì tại sao mà cô Hình hiểu được, đúng không? Cho nên là bạn phải biết cái cách liên kết câu chuyện cho nó liền mạch, và ba lá này tạo nó thành một cái câu chuyện và nghe nó phải hợp lý. Đấy, ví dụ là như vậy. Chứ bạn tạo một cái câu chuyện mà cô Hình nghe còn không hiểu nữa thì làm sao bạn có thể giải bài được, đúng không? Đó chính là khả năng tạo câu chuyện và liên kết bài tốt. Thì vấn đề này mình nghĩ là các bạn theo thời gian nó sẽ làm được. Và nếu hiện tại bạn chưa làm được điều này thì cứ đơn giản thôi, cứ mỗi ngày bóc giùm mình ba lá rồi ngồi liên kết thôi, không cần phải hay. Tại vì liên kết chỉ bạn nghe mà bạn chỉ cảm thấy hợp lý là được, hợp lý là được bạn ha. Đấy, cho nên là vấn đề này bạn phải cố gắng tập mỗi ngày mỗi ngày thì mình nghĩ là thành công thôi, tại vì nó khá là đơn giản, không khó. Tiếp theo bạn, đó chính là lá bài khống. Lá bài khống là sao? Bạn đã bao giờ gặp một lá bài khống chưa? Lá bài khống là lá bài khi bạn bóc bài lên, bạn nhìn nó, bạn không biết liên kết. Ví dụ mình biết lá này, lá strength, nhưng mình không biết lá star này để liên kết làm sao. Tự nhiên mình ví dụ nay là nóng tính mà sao sao cơ hội ta, nóng tính sao cơ hội, ở đây cố gắng nữa là sao, liên kết không được, liên kết bị gãy. Đấy, lá khống có nghĩa là bạn bóc bài lên mà bạn giải không được, bạn nhìn vô lá bài đó bạn không có một cái thông tin gì về nó, bạn không biết liên kết bài như thế nào, đó gọi là bài khống. Thì trong một tháng nha, bạn chỉ được gặp tối đa từ 1 cho tới 2 lần lá bài khống thôi. Lúc đó thì giống như cái khả năng bạn nó tốt. Còn nếu bạn gặp nhiều hơn như vậy thì mình nghĩ là bạn nên coi lại cái khả năng liên kết bài của bạn, có thể là nó chưa tốt, nó chưa ổn. Và lá bài khống ở đây á, thì nói chung là từ leader chuyên nghiệp cho tới newbie ai cũng đã từng gặp. Chính bản thân mình đôi khi mình cũng bị giống như phải chững lại chút xíu, ôi cái gì đây, thì phải mất từ tới 10 tới 20 giây sau mình mới giải được, ví dụ là như vậy. Cho nên là vì việc bạn gặp lá bài khống, đôi khi bạn nhìn lên bài bạn không giải được thì bạn hay nói là mất liên kết với bài, nhưng thật ra bạn đang gặp lá bài khống á. Bạn chỉ nói mất liên kết là để bạn trấn an tinh thần của bạn, bạn đỡ cảm thấy bản thân tội lỗi thôi, ví dụ là như vậy. Mình cũng đã từng như vậy đấy, cho nên là bạn giải không được là nó thẳng là do bạn đó, chính là bản thân mình cũng vậy, là do bạn liên kết bài chưa tốt, bạn gặp lá bài khống, cho nên là không có gì gọi là mất liên kết với bài ở đây hết bạn ha. Đấy, cho nên là yếu tố tiếp theo của mình đó chính là bạn phải không ít gặp lá bài khống hết sức có thể, và khả năng tạo câu chuyện, khả năng liên kết bài tốt bạn ha. Có lẽ không phải là cực tốt nhưng mà phải nằm ở mức ổn, đủ đủ xài các bạn ha, như vậy. À, còn một cái nữa đó chính là bạn phải đã từng trải qua một trải bài ít nhất 10 lá. Tại vì sao mình phải nói như vậy? Bạn không thể nào xem bài cho khách mà bạn chỉ trải ba lá thôi, đúng không? Kiểu như là ba lá thường nó đi tổng quát vấn đề, nó chưa thật sự đi chuyên sâu. Cho nên là tầm 10 lá đổ lại thì bạn đã có thể đi chuyên sâu được rồi. Cho nên là bạn ít nhất cũng đã từng trải một trải bài 10 lá. Đấy, tại vì sao mình phải nói như vậy? Cái yếu tố này các bạn, là mình nghĩ là khi mà bạn chạy được nhiều lá có nghĩa là khả năng liên kết của bạn bài tốt, và khả năng liên kết bài tốt thì nó đồng nghĩa việc là bạn hiểu được những lá bài đang nói điều gì với bạn. Khi mà bạn chải nhiều đi nữa là nó không có vấn đề, thì bạn cứ tin mình đi, sau này bạn sẽ gặp một cái trường hợp, đó chính là bạn có thể chải cả hết 78 bộ bài, đó là hoàn toàn có khả năng bạn nha. Cho nên là kiểu như là khi mà bạn chải được tầm 10 lá rồi mà bạn vẫn liên kết bài ổn thì nó sẽ nâng cái khả năng của bạn lên, và nâng cái trực giác của bạn lên, và nâng cái khả năng liên kết bài của bạn lên nữa. Cho nên là dù bạn đang là newbie hay là mới học như thế nào đó thì cứ tập dần dần bóc bài, ví dụ như hôm nay chạy 3 lá, mai chạy 4 lá, 5 lá, cứ từ 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 lên, up lên level bạn như vậy, thì mình nghĩ là tầm 10 lá thì nó hoàn toàn có khả thi. Bạn nó hơi khó một xíu nhưng mình nghĩ là nó có khả thi. Còn nếu bạn cảm thấy chưa ổn thì cứ từ từ nha, mình không có gấp đâu. Và đó là yếu tố đầu tiên bạn, đó là yếu tố đầu tiên. Những cái gì lúc nãy giờ mình nói á, đều chỉ là yếu tố đầu tiên, đó chính là về kiến thức của bạn về Tarot. Tiếp theo, bạn trả bài cho khách chỉ có yếu tố về kiến thức Tarot là chưa đủ, mình nhắc lại là chưa đủ. Vì sao? Bạn phải có một cái khả năng nữa, đó chính là khả năng truyền tải thông điệp của bạn đến với khách hàng. Nói gọn lại đó chính là khả năng tư vấn của bạn. Và khả năng tư vấn này nó lại chia thêm hai nhánh nhỏ nữa, đó chính là sự đồng cảm và sự thấu hiểu khách hàng. Thì thật sự với bạn hôm nay mình chỉ nói sơ về cái khả năng tư vấn thôi, và nếu như bạn thích thì mình sau này mình sẽ làm một cái series, đó chính là làm sao để nói chuyện để lấy lòng được khách hàng, làm sao để thấu hiểu khách hàng, làm sao để đồng cảm khách hàng, ví dụ là như vậy. Thì sau này mình làm, nếu mà bạn thích mình làm series này thì bạn comment bên dưới cho mình biết nha. Thì cái khả năng tư vấn này bạn, nói chung các bạn là bạn phải hiểu được khách tại sao họ tìm bạn, họ đang muốn điều gì, và khi mà họ kể một câu chuyện buồn ra thì bạn có đồng cảm với họ hay không. Mình đã từng gặp một trường hợp như thế này. Một bạn đó là một bạn reader, cực kỳ giỏi, mình đảm bảo là cực kỳ giỏi. Và
Có một lần như thế này, chị đó đang khóc vì hình như là ly dị chồng. Rồi mình nhớ là như vậy, hình như đang ly dị chồng. Thì đang cao hứng như vậy thì bạn reader này nói một câu mà mình nghe mình hơi là bất ngờ chút xíu, đó chính là: "Chị ơi, mình hết giờ xem rồi, chị có muốn mua thêm giờ xem không?" Hãy tưởng tượng bạn là người khách đó, cái cảm xúc đầu tiên của bạn là gì vậy? Từ buồn mà nó chuyển sang giận, đó là điều chắc chắn. Và tin mình đi, đó là cái cảm giác khó chịu cực kỳ, khó chịu cực kỳ. Đấy, đấy là thiếu khả năng thấu hiểu khách hàng và không có khả năng đồng cảm với khách hàng. Bạn chỉ nghĩ cho túi tiền của bạn thì làm sao mà khách hàng họ đến với bạn được lần hai đây, đúng chưa? Cho nên là khả năng tư vấn khách hàng là cực kỳ quan trọng. Bạn hiểu được bài, ok, tốt, lấy thông tin đó gửi cho khách, họ hiểu hay không là vấn đề khác. Một lá bài nó có rất nhiều nghĩa, một giải bài rất nhiều cách giải khác nhau, và bạn là người khả năng truyền thụ những cái thông điệp mà bài gửi đến bạn. Bài lật ra bạn nhìn bạn hiểu đó, nhưng bạn nói được để người ta hiểu hay không lại là vấn đề khác. Cho nên là tại sao hồi xưa học trên trường lại có những người dạy môn lịch sử, địa lý, công nghệ, ngữ văn dở giỏi, là do họ truyền thụ về kiến thức thì họ y chang nhau, nhưng cách truyền thụ của họ thể hiện cho khả năng của họ như thế nào nữa. Cho nên là bạn là một người reader giỏi hay không, có thể nói là kiến thức bạn không tốt, ok, chấp nhận được, nhưng khả năng truyền tải của bạn không tốt thì không ai chọn bạn đi xem cả. Ví dụ như là kiến thức bạn tốt, khả năng không tốt, khả năng tư vấn khách hàng không tốt, không ai chọn bạn xem. Nhưng mà về ví dụ như kiến thức ta tốt, bạn nó có hơi yếu một xíu, nhưng khả năng truyền tải của bạn tốt thì đảm bảo bạn vẫn đông khách như thường. Cho nên là cố gắng tăng khả năng tư vấn khách hàng lên. Tăng khả năng tư vấn khách hàng lên bằng cách nào? Đầu tiên, bạn hãy nói chuyện thử với mọi người bạn bè xung quanh bạn á. Bạn nhìn thử họ, cái cách mà họ nói chuyện, ví dụ như trong hội nhóm, khi mà bạn mở miệng ra thì họ có tập trung sự chú ý vào bạn hay không. Nếu mà họ vẫn nói chuyện hoặc là vẫn bấm điện thoại, lời nói của bạn chưa trọng lượng, lời nói của bạn chưa nặng. Đấy, ví dụ là như vậy, bạn chưa thể trở thành một cái tâm điểm cho mọi người. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, khi mà bạn tất cả mọi người đang nói chuyện, mình sẽ gặp trường hợp này rất là nhiều. Khi mà tất cả mọi người đang nói chuyện, tự nhiên bạn chỉ miệng cho bạn nói một câu, cái nguyên đám nó im hết, nó nhìn bạn như nè. Đó, đó là cái cách mà bạn giống như bạn có thể để là bạn nói chuyện lạc chủ đề hoặc là gặp một cái vấn đề gì đó. Đấy, ví dụ là như vậy. Cho nên là bạn hãy nhìn thử những mối quan hệ xung quanh bạn, họ tương tác với bạn như thế nào, là bạn sẽ biết được cái cách mà bạn tư vấn khách hàng có tốt hay không. Khi bạn nói chuyện ra, tất cả mọi người đều đồng thanh trầm trồ, họ nhìn bạn mắt họ mở như vậy nè, thì bạn có một sức hút rất là lớn. Thứ hai nữa là bạn chỉ cần nói chuyện bình thường thôi mà tụi nó cũng cười nữa, thì khả năng giống như là người ta nhìn vào bạn rất là nhiều. Đó là một cái thiên phú nha bạn. Đấy, kiểu như trong lớp mình á, là mình chỉ cần nhìn tụi nó thôi là tụi nó tự cười. Mình vô mình nói cái gì tụi nó cũng cười, tụi nó ngồi tụi nó cười, từ trên xuống dưới cười, trời ơi đó. Mình cần làm gì đâu, mình vô mình chỉ cần nói ê hello mấy bạn là tự nhiên tụi nó cười. Mình cũng không hiểu đấy, nên tụi nó mình họ gọi mình là chú hề, chú hề. Và khi mà bạn làm đủ hai yếu tố đó rồi, ok, mình sẽ cho giả sử là bạn đã đủ hai yếu tố đó rồi, thì bạn đã nhận phí chưa? Chưa nhận phí được đâu. Còn một yếu tố nhỏ nữa, đó chính là bạn phải nhận feedback từ khách hàng của bạn. Và khách hàng ở đây của bạn là, đó chính là gia đình, bạn bè và người thân. Hình như gia đình và người thân là chung á, hay là kệ mình nói thì cho nó nhiều. Gia đình, bạn bè và người thân. Ok, thì khi mà bạn đã nhận được feedback của họ rồi, và bạn có thể xem, một là xem offline, gặp người nhà xem cho họ, và bạn tin mình đi, đảm bảo là khả năng cao bạn chỉ xem được cho bạn bè thôi, chứ bạn xem với gia đình là không ai tin bạn đâu. Mình đã từng như vậy rồi, mình giác bộ bài ra là không ai tin hết, mình chỉ xem cho bạn bè trước đây thôi, nên là gia đình người thân thì thôi bỏ qua đi, mình xem cho bạn bè bạn đi. Thì về vấn đề xem cho bạn bè của bạn, thì hãy cố gắng giúp mình lựa chọn ra những đứa bạn thân. Tại sao? Tại vì lựa những đứa bạn thân nó thường sẽ nói thẳng, còn bạn mà gặp mấy bạn mới mới á thường là đúng rồi đó, nó nói cho có. Mà gặp những đứa bạn thân nó sẽ chửi ơi sai rồi thế này thế kia, nó sẽ nói thẳng bạn hơn. Bạn gặp những đứa bạn thân, người ta sẽ có thể là những cái lời nói của nó không được tốt, nhưng mà nó có thể nói ghẹo bạn, chọc bạn nếu bạn sai, nhưng mà nó sẽ là người ban giám khảo cho bạn những cái lời khuyên chân thật nhất và đúng nhất, chính xác với khả năng của bạn nhất. Nên là hãy tìm những đứa bạn thân đi, chắc chắn là ai cũng có những đứa bạn thân, đúng không? Ví dụ là đấy. Và có một điều nữa bạn, đó chính là khi mà bạn đã xem cho bạn thân của bạn tốt rồi, ok rồi, thì đây là lúc mà bạn có thể bắt đầu nhận xem free cho người lạ. Xem free cho người lạ có thể là bạn sẽ đăng lên Facebook cá nhân của bạn, hoặc là vào cái group của mình để dưới đây, bạn có thể đăng lên và xem free cho mọi người để nhận được từ những cái feedback từ mọi người như thế nào. Thứ nhất, bạn sẽ nhận được những cái gì khi mà xem free cho mọi người? Tương tác khách hàng thật sự, gặp người gặp thật sự vấn đề. Thứ ba nữa là giao tiếp với một người mình hoàn toàn không quen. Đấy, và nhận được nhiều cái cuộc sống từ họ, những bài học từ họ và những cái lần rút kinh nghiệm khi mà giải bài, bạn được quá nhiều thứ tốt.
Bạn thấy không, quá nhiều thứ tốt vậy tại sao bạn còn không xem phim? Một số người nói là xem phim mệt đúng không, thì đúng là mệt thật, nhưng một ngày bạn xem một người hai người thì mình nghĩ là nó không có vấn đề gì đâu bạn ha. Nên là xem phim nó vẫn sẽ đem lại cho bạn những cái lợi ích trong việc giải bài của bạn rất nhiều, nên là cứ mở lòng ra và xem phim cho mọi người nhé. Và mình nói thật sự với các bạn là trước đây á, mình xem phim rất nhiều, mình dành gần cả nửa năm để mình chỉ đi xem phim cho bạn bè và những cái hội nhóm bình thường thôi. Mình cứ đi xem phim đó, cứ xem phim mà nó rất là vui, bạn kiểu như nhận á, anh ơi đúng, cảm giác rất là vui, và cảm giác cái thái độ của mình lúc đó nó cũng không có còn mệt nữa bạn, và rất là vui luôn. Là và nói tới đây thì sẽ có một số bạn hỏi là khi mà nhận phí á, thì nên nhận phí bao nhiêu? Thì nhận phí thì mình sẽ có gợi ý cho các bạn một vài cái mức phí cơ bản như sau. Đó là nhất, bạn nhận phí theo câu, ví dụ như là 3 câu thì 10.000, ví dụ là như vậy. Và ví dụ như là trong 30 phút thì 20.000, 30.000. Lúc đầu của bạn thì mình một cái lời khuyên của mình dành cho bạn thôi là bạn đừng nên nhận phí quá cao ngay từ những ngày đầu. Tại vì sao? Tại vì nếu mà bạn nói đúng thì ok không sao cả, đôi bên đều vui, nhưng lỡ bạn nói sai thì nó có nhiều cái vấn đề phiền phức xảy ra lắm, và có thể nói là bạn có thể bị bóc phốt chẳng hạn đấy, ví dụ là vậy. Nên nó có rất là nhiều phiền, nhiều thứ rất là mệt mỏi. Nhưng mà mình nghĩ là bạn cứ nhận một cái mức phí nào đó nó vừa ổn vừa tạm, và bạn cảm thấy sau này khả năng bạn tốt và bạn có thể nâng lên bao nhiêu cũng được, tùy bạn đấy. Ví dụ là như vậy. Và trước đây thật sự với bạn là mình thường nhận 50.000 nè, 20.000 thẻ cào cũng có nữa, mình cứ nhận thôi. Kiểu như hồi xưa mình có nhận phí tùy tâm nữa. Đúng rồi, các bạn có thể nhận phí tùy tâm nữa. Mình nhận phí tùy tâm, và có một lần đó là mình xem như một bạn kia, mình xem từ 9 giờ sáng cho tới 6 giờ chiều, bạn nó gửi mình 20.000 kẹt Viettel, nhưng mà mình vẫn phải vui vẻ đón nhận thôi, tại vì đã mở miệng ra là tùy tâm mà đúng không? Cho nên là mình nghĩ là nhận phí thì khi mà bạn xem nhận phí thì bạn cũng đừng có áp lực về vấn đề tiền nhiều, tại vì bạn bỏ ra bạn phải nhận lại thêm nữa, thì khả năng bạn nó phải cao hơn nữa thì bạn mới nhận mức phí cao được. Cho nên là đó là một vài cái mức phí mà các bạn có thể định ra cho cái một cái giải bài của các bạn. Cho nên là mình nghĩ là vấn đề phí này các bạn cứ thoải mái nha, tại vì sau này bạn giỏi thì bạn khả năng tốt thì bạn nhận bao nhiêu phí cũng được, không ai nói gì hết bạn ha. Và đó thì mình cũng đã nói cho các bạn thì khi nào các bạn nên nhận phí khi mà xem bài rồi. Và nếu mà các bạn có những câu hỏi hay những thắc mắc nào muốn mình giải đáp thì bạn cứ comment bên dưới, mình sẽ giải đáp giúp các bạn nha. Các bạn muốn tìm group để xem phí hoặc là có những vấn đề gì đó không hiểu thì cứ nhảy thẳng vào cái group của mình sẽ để dưới link ở dưới description cho các bạn tham gia nha. Và chắc video tới đây chắc cũng đã kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. Nếu các bạn thấy video này hay và hữu ích thì đừng quên để lại cho mình một like và một subscribe nha. Các bạn có câu hỏi nào thì cứ comment bên dưới, mình sẽ trả lời các bạn sớm nhất có thể nha. Và xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha. Bye bye.